Hello các bác. Ok, tôi tiền định mất thôi. Lần trước muốn tôi phá sản, lần này là muốn tôi chết đói đúng không? Mà không sao, tôi sẽ cố xem nó có chết đói thật không nhé. Tôi đã có ở đây nửa cân gạo si. Tôi đã ra hàng bán gạo và hỏi cho cháu cái gạo nào rẻ nhất thì người ta bảo là gạo si là gạo rẻ nhất. Chả hiểu sao tôi cứ thích nhai nhai cái hạt gạo sống các bác ạ. Tại vì nó cứ thơm thơm bùi bùi ấy. Nhưng mà các bác không nên thử đâu nha. Hú hả lắm, thỉnh thoảng tôi mới cho một hai hạt vào miệng thôi. Hạt gạo là hạt ngọc trời, nấu thì không nấu phải đặt vẽ tranh. Người ta bảo lãng phí đồ ăn thì sẽ bị chết đói. Tôi mong là hôm nay tôi lấy gạo làm tranh sẽ không phải là một hình thức lãng phí. Tại vì tôi không muốn chết đói đâu các bác ơi. Tôi thấy nhiều người ta còn vẽ lên hạt gạo này rồi tạo hình cho cái hạt gạo này, nhưng mà tôi chịu luôn ấy. Thôi ok, vào công chuyện luôn nha. Giống như những cái lần trước tôi đã từng vẽ tranh bằng giấy vệ sinh, bằng tăm, bằng cái gì nữa nhỉ? Quên rồi. Nhưng mà nói tóm lại là để kết dính được mấy cái chất liệu lạ lạ đấy lên cái toan để mà vẽ thì cần phải có keo sữa, rất nhiều keo sữa. Và bước đầu tiên là đương nhiên tôi sẽ trộn keo sữa với nước rồi. Tỷ lệ tôi trộn là 3 keo sữa, 2 nước hoặc là 3 keo sữa, 1 nước tùy các bác. Mới đổ nước vào keo sữa thì các bác sẽ thấy keo nước một nơi mà sữa một nơi. À nhầm. Nước một nơi và keo sữa một nơi. Nhưng các bác chỉ cần ngồi khuấy đều tầm 1 đến 2 phút là keo sữa với nước nó sẽ hòa quyện vào với nhau thành một cái chất sền sệt đặc đặc như thế này đây. Rồi tôi sẽ lấy cái keo sữa vừa pha đấy, quét một cái lớp không mỏng không dày lên cái toan này, quét từng góc nhỏ thôi nha. Sau khi quét keo sữa lên rồi thì tôi sẽ bốc một nắm gạo cũng không nhiều không ít rồi rắc đều lên cái chỗ keo sữa vừa rồi. Vừa rắc thì tôi sẽ vừa dàn để cho gạo nó chảy đều lên bề mặt keo sữa. Ban đầu tôi nghĩ là mấy cái hạt gạo này nó nhỏ nhỏ vụn vụn thế này thì chắc nó dính lên cũng dễ. Nhưng mà không, nó không hề dễ đâu các bác ạ. Nó cũng khó bám vào toan phết ấy. Mà nó cũng khó có thể phủ kín bề mặt toan trong một lần giải ấy. Nếu mà để tay dính keo sữa rồi lại bốc vào gạo rồi giải lên đây thì cực kỳ khó chịu luôn. Nên là tôi phải dùng đến cái bay này để mà dàn ấn cái mấy cái hạt gạo kia xuống. Thôi cái mùi gạo nó thơm ơi là thơm các bác ạ. Thực ra tôi là người không tinh mồm tinh mũi lắm đâu. Tôi thấy ăn gạo nào thì cũng ăn được, mà ăn gạo nào thì cũng thấy thơm như nhau hay sao ấy. So với cái việc lần trước mà tôi ngồi cả ngày để gắn từng cái que tăm lên trên toan thì đương nhiên là giải gạo lên thì nó sẽ nhanh hơn rồi. Nhưng mà nhanh hơn thì không đồng nghĩa với cái việc là nó dễ hơn đâu nha các bác. Mà tôi cũng phát hiện ra một điều là keo sữa kết hợp với gạo thì có vẻ như là nó lâu khô hơn là keo sữa kết hợp với tăm, vi giấy hay là bất kỳ chất liệu nào tôi đã từng làm hay sao ấy. Tự dưng làm khúc này tôi lại nhớ đến ông đầu bếp nổi tiếng một cái điệu rắc muối này các bác ạ. Tôi đã xong cái lớp gạo đầu tiên. Và xong cái lớp đầu tiên thì tôi cũng hết nửa cân gạo rồi các bác ạ. Nên là tôi phải ra tôi múc một hai bát gạo nhà mình vào đây. Dù là dùng gạo để nấu hay là làm bất cứ điều gì thì cũng không nên phí phạm nha các bác. Tôi phải vun hết mấy cái hạt mà nó rơi là tả ra nhà. Ui đầu gối tì vào mấy hạt gạo đau dã man. Sau khi trải xong cái lớp gạo đầu tiên thì tôi thấy cái toan nó vẫn hơi nham nhở, kiểu như là gạo nó không thể che phủ hết được cái toan đấy ấy. Nên là tôi phải pha thêm một đợt keo nữa để trải thêm lớp thứ hai. Lớp thứ hai này nó sẽ chỉ sương sương thôi nên là tôi sẽ pha keo loãng hơn một chút. Nào cái con này suốt ngày đi hít hít người người thấy người ta làm gì cũng tò mò. Này người đi. Trời, tôi không thể lấy thêm gạo cho tôi để mà làm cái này nữa các bạn. Không, tôi chết đói thật mất. Tôi sẽ chỉ lựa cái chỗ nào mà gạo nó còn thưa ấy, rồi tôi rắc bao phủ vào đấy thôi. Sau khi giải gạo xong lớp thứ hai thì tôi sẽ pha thêm một cái đợt keo nữa loãng hơn, rồi phủ lên toàn bộ cái lớp gạo vừa nãy một đợt nữa để cho cái gạo nó bám chắc hơn nữa các bác ạ. Tại vì tôi thấy cái gạo lúc mà dựng cái toan lên ấy thì nó vẫn rơi ra hơi nhiều. Và đến lúc này thì tôi vẫn chưa biết phải vẽ cái gì lên cái toan này cho nó phù hợp cơ. Ok, đây là sang ngày hôm sau. Và hôm nay thì cái toan nó cũng đã khô rồi. Nhưng mà cái lúc mà tôi rắc thế này này thì vẫn còn khoảng tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6 hạt nó rơi ra. Nhưng mà thôi không sao, như thế là cũng chắc lắm rồi. Và mặc dù cái keo sữa nó cũng có mùi nha, nhưng mà cái lúc mà keo sữa nó khô đi rồi thì vẫn còn mùi thơm của gạo luôn. Trời thơm. Xem nào, đây là một cái nền toàn gạo. Nên là tôi sẽ vẽ một bức tranh gì đấy liên quan đến gạo, đông lúa chẳng hạn. Tôi đã từng vẽ tranh về ruộng bậc thang, nhãn vào ruộng bậc thang. Thôi rồi bây giờ vẽ tranh gạo ruộng bậc thang nhé. Và các bác có thấy vấn đề ở đây là gì không? Ủa, nét chỉ khác đâu?
Trời ơi, Dung nói con mắt mà vẫn không thấy nét chí luôn ấy, chả sao chí nó không ăn được vào cái hạt gạo này. Chắc tại vì cái phần đấy nó gồ ghề quá. Thôi được rồi, tôi sẽ chuyển sang phát bằng bút dạ vậy. Trời ơi, cái nền này nó gồ ghề dã man luôn ấy. Tôi phát cái nền này mà trong đầu tôi cứ tưởng tượng lúc mà tôi đang đi đường sóc ấy. Kiểu nó cứ bập 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 sạt 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 sạt. Với những cái nền gồ ghề Trường Sơn kiểu này mà bảo tôi vẽ đường thẳng là tôi chịu luôn nha. Các bác có nhìn ra là tôi đang vẽ cái gì chưa? Kia là dáng một người nông dân đang cúi xuống để mà gặt lúa. À không, để gieo mạ. Gieo mạ mới đúng. Chắc các bác cũng biết ở ngoài thực tế thì ruộng bậc thang rất là to, rất là rộng. Và hình ảnh của người nông dân thì sẽ rất là nhỏ bé. Nhưng mà đây là tranh mà các bác, tôi phải phóng thật to hình ảnh của người nông dân ra chứ phải không? Đi nét không giảm sóc đến cái đoạn này là tôi thấy bực rồi này. Nó cứ làm bung mấy hạt gạo của tôi ra thôi. Bực cả mình, chả đi nét nữa. Thôi, tôi đến đâu rồi ứng biến đến đấy vậy. Lúc đang bực thì nó có mèo nằm vô dụng ngứa mắt ghê. Đây. Sau cái clip làm bánh hôm nọ thì tôi đã phải sắm ngay một cái lọ màu trắng mới to đúng ngã ngựa như thế này. Và hôm nay thì tôi sẽ lại pha màu vào cốc giấy nha. Đầu tiên tôi sẽ pha màu để tô mấy cái thửa ruộng bậc thang. Tôi sẽ pha một cái tông màu xanh bơ mà tôi yêu thích. Và để pha được màu xanh bơ thì cần màu trắng, một chút màu vàng, một chút màu xanh, rồi đánh quyện vào với nhau. À, nhớ thêm một chút nước nữa nha các bác. Và lại ngồi quay đều và sẽ có một màu xanh bơ như thế này đây. Wow, màu xanh bơ nhìn rất chi là mơn mởn. Và tiếp đến đương nhiên là cái bước tô màu không giảm sóc rồi. Cái bước tô màu nó cũng khoai như là cái bước phát vậy các bác ạ. Cái bước tô màu nó thật là khoai cũng vì lý do là cái bề mặt nó quá là gồ ghề, nó quá là sần sùi. Kiểu như nếu mà các bác chỉ tô một lớp màu duy nhất thì nhìn cái màu nó sẽ không được kín ấy, nó sẽ lỗ như kia kìa. Thế nên là tôi lại phải tô thêm khoảng 2-3 lần nữa, kiểu như là cố nhét cái màu đầy vào cái lỗ đấy. Đây là toàn bộ cái tranh lúc mà tôi tô xong sương sương một màu. Mặc dù tôi đã lấy hết sức bình sinh để mà đập màu vào nhưng mà nó vẫn chưa hết được lỗ các bác ạ. Mong là lúc hoàn thành nhìn nó không đến nỗi. Tận dụng cái màu thừa còn trong cốc thì tôi sẽ chế thêm một vài màu khác để có thêm một cái màu mới tô vào nha. Vì cái ruộng bậc thang nó có rất nhiều tầng tầng lớp lớp nên là các bác cứ thích tô màu gì thì tô màu đấy vào. Cứ tô thật nhiều màu cho nó lộng lẫy lên, cho nó sôi lên, cho nó cháy lên. Trời ơi, màu thì có nhiều màu mà. Có màu mạ non này, màu lúa chín này, màu lúa úa này, thậm chí là màu nâu cái lúc mà cánh đồng nó gặt hết lúa rồi không còn lúa nữa cơ mà. Sau khi tô xong hết cái phần lúa rồi thì tôi sẽ tô cái phần nâu nâu kia, tức là cái phần những cái phần còn lại của ruộng bậc thang. Cùng tôi xem lại toàn bộ cái bức tranh một lần nữa sau khi tôi đã tô xong hết phần ruộng rồi nha. Nhìn xa thì cũng ổn ổn đấy các bác. Có hy vọng. Tiếp tục. Bây giờ thì tôi chỉ cần hoàn thiện nốt cái phần người nông dân này nè, rồi thêm một vài sương khói mờ nhân ảnh ở phần nền, rồi một vài ngọn núi phía sau, rồi tô nốt phần bầu trời. Thế là xong. Ban đầu là tôi mường tượng bức tranh này thì sẽ có một vài ngôi nhà nho nhỏ ở trên đỉnh ruộng ấy các bác. Nhưng mà xem ra với cái nền khúc khuỷu gồ ghề này thì không thể vẽ được những cái chi tiết nhỏ. Nên là thôi, dẹp nhà, dẹp cây cỏ nhỏ, dẹp hết. Các bác nhìn tôi chế ra được quả bầu trời, nhìn mướt chưa? Nhìn rất chi là xanh mắt bạc hà. Thế luôn, bây giờ tôi nhìn lại cái màu này tôi cứ tưởng tượng đến mấy cái kem đánh răng xong mấy cái kẹo bạc hà ăn để cho the mát thơm mồm ấy. Sau 2 buổi chiều thì bây giờ tôi đã xong. Trên cái tòa này hiện bây giờ đang có 3-4 lớp keo và gần 1 cân gạo. Khá là nặng tay đấy các bác. Nhưng mà các bác nhìn cái thành quả này xem. Nhìn không đến nỗi. Vẫn thơm mùi gạo. Nhưng mà tôi vẫn đang thắc mắc là không biết cái gạo này để lên cái toan này lâu thì nó có bị mốc không. Không biết có con bọ gạo nào nó bò lên đây không. Chắc sau tôi phải bọc túi ni lông để mà bảo quản tranh mất rồi. Đấy là toàn cảnh bức tranh. Nhìn rất là ok la. Nhưng mà chỉ khi nhìn từ xa thôi các bác. Zoom gần vào thì sẽ thấy lỗ chỗ nham nhở. Nên là thưởng thức nghệ thuật chỉ nên nhìn từ xa thôi các bác. Xê ra, không nên nhìn gần như thế này.
vì nhìn gần sẽ rất xấu. Thế là tôi đã lại thêm một bức tranh với chất liệu đặc biệt ở trong bộ sưu tập của mình. Các bạn còn tiếp vẽ nào hay ho hay là còn chất liệu nào đặc biệt muốn tôi thử thì nhớ bình luận ở bên dưới. Hoặc có thể tag tôi ở trên TikTok hoặc Instagram nha. Nếu thích video này thì nhớ like và chia sẻ cho tôi. Đừng quên nhấn theo dõi để mỗi lần tôi ra video là các bạn được ngay lập tức. Tiếp theo chút.